mụn trên da là nỗi ám ảnh và lo lắng của rất nhiều chị em, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe làn da. Trong các dòng sản phẩm kem trị mụn, thì kem trị mụn Cleansit C và Cleansit MS nhận được rất nhiều sự quan của đông đảo chị em. Nhưng không phải ai dùng kem trị mụn nào cũng hợp, và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng ở đâu để không bị mất tiền. Và liệu kem trị mụn Cleansit mua ở Pharmacity hay nhà thuốc Minh Châu là an toàn nhất? Hãy cùng shop mình tìm câu trả lời này nhé! Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thực tế Cleansit MS không phải là thuốc hiếm, nó là sản phẩm thuốc thoa trị mụn thường được bác sĩ chỉ định cho các trường hợp mụn ẩn, không viêm. Bạn có thể dễ dàng tìm mua Cleansit MS ở bất cứ đâu trên mạng. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn luôn thắc mắc là mua Cleansit MS ở Pharmacity hay là nhà thuốc Minh Châu là an toàn nhất. Câu trả lời là bạn có thể mua ở cả hai tiệm thuốc ở trên, miễn là nhà thuốc đó đạt chuẩn GPP là được. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua ở các cơ sở trị mụn uy tín, được bác sĩ kê trực tiếp sẽ giúp bạn an tâm hơn khi dùng sản phẩm nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.